Hôm nay chủ nhật ha, 13 tây tháng 10 chưa đủ gầm ha, nhưng mà nay sẵn có dịp đi cúng kiến chùa, sẵn đi thăm bà con luôn ha. 11/3 đường Châu Quang Liên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ha. Mà chùa là chùa Bình An ha, mới sửa lại hay gì đó, đẹp lắm ha. Lộ em nghĩ là xe đậu được ha. Tại nay chủ nhật chùa không có mở cửa, em đậu trước luôn. Rất là đẹp ha. Rộng. Cái tháp. Đây. Mẹ Quan Âm ha. Nay trời trong xanh cực kỳ đẹp ha. Có mấy cái chú voi mà nhỏ nhỏ này đẹp ha. Mấy chú voi lấy trồng cây nè, đẹp ha. Thôi rồi, cái bình đèn này đốt không biết tới chừng nào nó mới hết cái đèn này. Đây là chú đại bi. À, cái đây là cái dàn cái căng tin ha, bắt được chạy đâu cơ sở ha, đổi nóc không à. Chú tiểu này đây lá chuối. Vậy thì mời bà ngoại ăn đi. Chánh điện cổng trước. À, chùa là cái con chó này nha. Vậy ha. Bà đâu biết đâu. Đi. Cái chú tiểu này hay quá, đem mặt kiến nè. Khoan, mà sao tự nhiên cô đó không biết, cô đó nói gì vậy? Nó mình lại gần nó sổ âm sầm, cái chỗ yên tĩnh. Nó thích chỗ yên tĩnh nè. Ý là chỗ này chỗ cúng kiến yên tĩnh, đừng có chọc nó cho làm sầm, nhưng mà ba đâu có chọc. Hiểu không? Nhưng mà ba kêu là đừng có quay chỗ đó. Mà lên đây bà chụp mấy cảnh cây này đẹp nè thôi. Rồi bà xíu bà quay xong đó hả? Rồi ok ha, em sẽ quay tỉnh xá hoặc chùa khác cho quý khách xem tiếp. Này chùa Bình An. Xin chào.